Xin chào các bạn, mình tên là Kim Huệ. Hiện tại mình đang đứng tại nhà sách Tân Việt. Sắp đến Noel rồi, các bạn hãy chuẩn bị để trang trí nhà của mình nhé. Đây, mình rất thích cái khu này. Đây chính là khu để mình có thể mua tất cả các đồ Noel để trang trí trên cây thông này. Ở đây mình thấy hình cái kẹo rất là dễ thương. Ở đây thì có hình cây thông này, màu đỏ, có rất nhiều màu sắc rất là đẹp. Và mình thấy ở đây có một ông già Noel, có một chiếc chân rất là dài. Các bạn có thể trang trí ở cái này ở dưới cây thông. Tiếp theo là cái bờm. Ở đây thì có rất là nhiều hình bờm khác nhau. Đây là một hình sừng nai. Ở trên này thì có trang trí những cái kẹo và rất là xinh. Dưới này thì có những quả cầu rất là dễ thương này. Cái này thì chúng ta có thể bật nhạc lên. Buổi tối chúng ta có thể để trên đầu giường. Rất là đẹp luôn các bạn ạ. Các bạn có thể mua và trang trí nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.